Rồi, chào mọi người. Bắt đầu vào Kim Liên, quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đông cổng rồi. Rồi, lại lên. Tới cổng đây, bắt đầu mình vào ha. Rồi, ok. Rồi, đi vô đi. Cảnh quê ở Nam Đàn. Đúng rồi. Quá là hiện đại, quá đẹp luôn đúng không? Chú thấy hai bên đường kìa. Đường vào làng Sen và nhà hai bên biệt thự không à? Đường vào làng Sen quê bác đây à, có mấy cái cây rất là to. Xe cừ. Cái xe cừ á? Cây được gỗ quý rồi. Quý đấy. Hôm qua chị đi khắp Hà Tĩnh, chỗ nào cũng giống nhau anh chú. Chỗ nào đường cũng đẹp, chỗ nhà cũng đẹp. Đẹp à. Đấy là vô quên. Cây cũng xanh mướt ha. Còn đây là vào quê bác thì khỏi phải nói rồi. Đẹp như tiên cảnh. Mọi người về Nghệ Tĩnh nha, Hà Tĩnh, Nghệ An, các tỉnh miền Trung du lịch đẹp như Đà Lạt, các bạn thể ngắm những cái cảnh quê, cảnh đồng quê. Đúng rồi. Xanh mướt, hoa trái đầy rẫy. Các cái thức ăn ẩm thực thì ở đây thì người dân tự nuôi trồng cực kỳ là ngon. Và đi du lịch là đi ngắm cảnh, đi tham quan các cái điểm tâm linh đúng không, các cái chỗ lăng tẩm, đền đài, chùa chiền, các cảnh quan thiên nhiên. Hôm nay thì ta lại về làng Sen quê bác để thăm lại di tích nơi bác Hồ và gia đình bác Hồ đã từng sống ở đây. Thì trên đường đi. Ủa, trong này nó có được có tòa nhà dân sống nè. Có chứ. Dân xung quanh là dân thôi. Ba chỗ điên đấy. Anh đi vậy thôi chứ anh chẳng có điên đâu. Thoại kìa. Hàng xóm. Đấy, mọi người thấy làng quê Việt Nam. Vừa đi thăm quê bác cũng quay một chút xíu con đường làng quê hương Việt Nam cho mọi người xem. Đúng chú? Đúng rồi. Ừ. Đặc biệt là quay mình, việc đầu tiên là mình quay cho thím ở bên Mỹ và các con của chú ở bên Mỹ xem ha. Đúng rồi. Mọi người cũng được hưởng ghé luôn ha. Đấy. Mình là người Hương Khê Hà Tĩnh cho nên là mình rất yêu quê hương. Mình về đây thì mình phải quay lại đây Hiệp đấy. Để tới đây. Tới đó. Đóng ra. Đây. Quay lại cảnh quê để làm kỷ niệm, cũng giới thiệu cho mọi người xem để sắp xếp những chuyến hành trình về thăm quê bác, quê hương Trần Phú, quê hương Nguyễn Du, ngã ba Đồng Lộc, biển Thiên Cầm, biển Cửa Lò, biển Cửa Hồi, cảng Vũng Áng, rùng núi Hương Khê, tượng đài Phan Đình Phùng, vua Hàm Nghi. Ôi, nhiều lắm. Đây vào, mình đang vào bãi để đậu xe. Tiếp tục chuyến hành trình đi vào làng Sen quê bác. Đấy, và trước mặt là Cầm Nguyễn. Cái này giờ, hồi nãy giờ mà mãi mê quay clip mà rồi không quay được cái hình ảnh Cầm Nguyễn qua đây. Giờ đây ước nguyện của Cầm Nguyễn, Việt Kiều Mỹ đã trở thành hiện thực, mong mỏi bao nhiêu năm, 40 năm ở Mỹ mong mỏi được một lần về thăm quê bác, bởi vì tình yêu dành cho bác Hồ là tràn đầy luôn là chú. Đúng rồi, có những cái mình được vinh dự, là mình được hạnh phúc là cái chỗ là mình là những người kiều bào mà về đây mà mình được ra đây là mình thăm là mình vui rồi. Có nghĩa là cũng rất là nhiều người ở trong nước ấy, chứ mình không nói nước ngoài, mà cũng chưa bao giờ ra đây. Dạ, chưa được ra. Chưa có điều kiện ra. Chưa có điều kiện ra, bởi vì họ cũng buồn mờ và họ cũng không hiểu. Thế thôi. Bây giờ mình đi tham quan ha. Mình đi tham quan, ok.